Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rõ ràng, cuộc sống chúng ta cần phải bước vào ân điển hay gọi là phước hạnh của Chúa. Phải có. Tại vì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta rồi. Cho nên cái trách nhiệm để bước vào đời sống đầy ơn phước của Chúa không thuộc về Chúa nữa, mà là thuộc về chúng ta. Cho nên tôi sẽ lấy cái tiêu đề bài giảng ngày hôm nay là vươn tới phước hạnh của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi lại dùng cái từ vươn tới? Bởi vì thật sự mà nói, để bước vào phước hạnh của Đức Chúa Trời, nó đòi hỏi một nỗ lực. Bởi vì chúng ta có một kẻ thù không bao giờ muốn cho đời sống chúng ta được phước. Vì lẽ đó, tôi lấy tựa đề bài giảng là vươn tới. Khi chúng ta vươn tới, chúng ta đòi hỏi phải vượt qua những chướng ngại vật ở trong cuộc đời của mình. Giống như cái cây kia, nó muốn mọc lên khỏi đất, nó phải ra từ một hạt giống. Và hạt giống đó phải có đủ sức nảy mầm và vươn lên khỏi mặt đất. Nhiều khi trên mặt đất có lá ủ, có đá, có sỏi, đủ thứ. Nó phải đủ lực để vươn lên. Cho nên tôi lấy tựa đề bài giảng là vươn tới phước hạnh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài buổi sáng hôm nay, để cho tất cả anh em mình nhờ lời của Chúa, chúng ta thực sự vươn tới và bước vào sống trong phước hạnh của Chúa. Amen chị em. Rõ ràng khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời tạo ra muôn loài, và Ngài đặt vào muôn loài sống một cái xu hướng, tôi gọi là xu hướng vươn tới phước hạnh của Chúa. Tại sao tôi gọi là xu hướng? Xu hướng là một cái từ để nó diễn tả cái gì đó định sẵn bên trong. Đôi khi con người không cần ý thức, nhưng mà nó được định sẵn bên trong để cho mọi loài sống, trong đó có con người, luôn luôn vươn tới sự phước hạnh của Chúa. Tôi lấy một ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Mọi loài cây sống nó luôn luôn vươn tới ánh sáng mặt trời. Anh chị em không tin thì thử nghiệm đi, sẽ thấy anh chị em trồng một cái cây trong nhà, rồi anh em quay cái mặt nó vào trong, thay vì quay ra cửa sổ, một thời gian sau anh chị em sẽ thấy nó uống ra phía cửa sổ cho mà coi. Đó là cái sự thật, phải không? Đó là sự thật. Cho nên mỗi một con người chúng ta trên đất này, khi chúng ta kiểm nghiệm lại, chúng ta sẽ thấy ai trong lòng chúng ta cũng muốn đời sống mình được phước hạnh. Không có ai là làm ngược lại, luôn luôn như vậy. Bởi vì sao vậy thưa ông bà anh chị em? Bởi vì từ ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng ra muôn loài, trong đó có loài người, và Ngài định rằng con người ta phải được phước và sống trong phước hạnh của Chúa. Chúa định như vậy. Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28 có chép như thế này: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, hãy làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đây là từ thuở ban đầu. Và lời của Chúa thì Kinh Thánh chép rằng đời đời không hề thay đổi, một chấm một nét không hề thay đổi, và nó vẫn hiệu nghiệm cho đến ngày hôm nay. Phước hạnh là gì bạn chép? Phước hạnh ở đây có nghĩa là nhân lên và làm cho đầy dẫy. Phước hạnh là nhân lên. Bất cứ một cái lĩnh vực nào khi anh em tham gia vào mà anh thèm thấy nó tăng trưởng, thấy nó nhân lên, thấy nó nhân bội lên, thấy nó phát triển lên, thì anh em biết rằng trong lĩnh vực đó anh em được phước. Rất đơn giản để chúng ta kiểm tra điều đó. Còn lĩnh vực nào mà khi chúng ta tham gia vào chúng ta thấy nó teo dần, nó lụng bại dần, mất mát dần, hư hỏng dần, thất bại đau đớn nhiều quá, thì chúng ta biết rằng lĩnh vực đó mình không được phước, hay còn gọi là chưa được phước. Chúng ta dùng cái đó để kiểm tra nha anh chị em. Bởi vì lời của Chúa không thay đổi. Lời Chúa không thay đổi. Bất kể đâu, tôi nói điều đó nó ảnh hưởng tất cả mọi lĩnh vực luôn. Sức khỏe nè, hôn nhân gia đình nè, kinh tế tài chánh làm ăn nè, mối quan hệ nè, con cái nè, rồi bất kể điều gì mà anh em đầu tư nè, tất cả luôn. Nếu như những lĩnh vực đó của chúng ta mà nó nhân lên, kể cả chức vụ trong Chúa nữa,
Nếu anh em được Chúa giao cho một nhóm tế bào hay một hội thánh nhỏ mà 20 năm rồi vẫn cứ 5 con người nhóm thì căng rồi đấy. Không, mình phải nói chân thành như thế, nó không nhân lên thì chứng tỏ có một điều gì đó bất thường. Bởi vì Chúa định cho mỗi một chúng ta là những người quản trị sản nghiệp của Ngài, và Ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất, khiến cho mọi sự phải phục tùng và chúng ta được vui hưởng trong cái phước hạnh của Chúa. Cho nên thưa ông bà anh chị em, đó là điều mà chúng ta cần phải biết, cần phải tin và cần phải chấp nhận. Đồng thời chúng ta phải chấp nhận một sự thật, điều gì đang xảy ra trong cuộc đời cá nhân của chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta không thể nào mà nói rằng ô tôi là người được phước nhưng mà cuộc sống mình thì te tua tơi tả, không thể như thế được. Đấy là chúng ta tự lừa dối mình. Amen chứ, phải đồng ý điều đó mà. Chúng ta phải thành thực với chính cuộc đời của mình thì chúng ta mới có thể nhìn nhận ra bàn chân hay dấu vết hay dấu vân tay của kẻ thù ở đâu, để rồi chúng ta xử lý nó. Rồi trong cái quá trình xử lý này, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để cho chúng ta vươn tới cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta. Tôi xin nhắc lại cái từ là đã định. Giống như anh chị em vừa đọc câu Kinh Thánh thuộc lòng ạ, Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Cái từ đó nó ở trong quá khứ nha anh chị em, nó phải hiện tại mà nó cũng phải tương lai. Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Thế nào ạ? Đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Tôi xin nhắc anh chị em là đã học thuộc lòng Kinh Thánh, cố gắng học cho nó chính xác. Amen. Đủ mọi thứ phước, các thứ phước ở gì đó, các nơi trên trời. Điều đó có nghĩa gì anh chị em? Có nghĩa là mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta, mọi lĩnh vực, học tập, nghề nghiệp, gia đình, hôn nhân, con cái, sức khỏe, kinh tế, mối quan hệ xã hội, tất tần tật luôn. Anh chị em ngồi lấy cái bút liệt kê ra thì anh chị em phải biết rằng trên mọi lĩnh vực đó Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu chúng ta là một con người được phước trên đất này kể từ khi Adam Eva phạm tội. Kể từ khi Adam Eva phạm tội thì một điều gì đó thay đổi trong cuộc sống của nhân loại. Hay nói đúng hơn là có một cái sự ngăn trở, che khuất, cướp bóc những phước hạnh của con người, khiến cho con người không thể nào sống được như xưa nữa, không thể nào vui hưởng được cái phước hạnh của Đức Chúa Trời dành cho nó nữa. Và nói như trong lời Kinh Thánh nói ở trong Sáng Thế Ký chương 3, anh thấy đó, Adam bị rủa sả, Eva bị rủa sả, đất thì sinh ra cây tật lê, Adam phải làm đổ mồ hôi trán mới có cái mà Eva thì bị đau đớn trong cơn sinh nở, còn rắn thì sao ạ? Bị rủa sả. Một điều gì đó đã bước vào và khiến cho toàn thể nhân loại phải chịu cái sự đau đớn không được phước. Nhưng đến khi Chúa Giê-xu giáng sinh làm người thì Đức Chúa Trời muốn trình bày cho nhân loại một con người được phước thật sự nó như thế nào qua hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người được phước. Ngài không sinh ra từ dòng dõi Adam, Ngài sinh ra bởi Thánh Linh, hạt giống từ Đức Chúa Trời, và Ngài sống vượt ngoài cái tầm ảnh hưởng của sự rủa sả trên thế giới này. Và Chúa Giê-xu chúng ta là hình mẫu của một con người được phước. Và tôi sẽ lấy một vài ví dụ cho anh chị em biết Chúa Giê-xu được phước như thế nào. Anh chị em nhớ câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ chương 14 phải không ạ? Chương 14 câu 13, tôi đọc anh chị em nghe. Chúa Giê-xu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra một nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài vào thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc thì động lòng thương xót mà chữa lành các bệnh cho họ. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa: ở đây vắng vẻ và tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Giê-xu phán rằng: không cần họ phải đi, chính các người hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa:
chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Ngài phán rằng hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng. Câu 3:20, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5,000, không kể đàn bà con nít. Anh chị em thấy không ạ? Tôi muốn nói gì ở câu chuyện này anh chị em? Tôi muốn nói là cuộc sống rủa xả đó luôn đem lại cho chúng ta sự thiếu thốn. Chúng ta không đủ chu cấp, không đủ chu cấp cho gia đình, cho vợ con, cho người thân, cho bạn bè, cho những người thiếu thốn. Đó là hình mẫu của cuộc sống rủa xả. Chúng ta đau đớn trong nhiều thứ lắm. Hôn nhân đổ vỡ, con cái hư hỏng. Chúng ta thiếu thốn về tinh thần lẫn thể chất. Chúng ta không có khả năng cho mình và cho người khác. Một đoàn dân đông 5,000 người đàn ông, nếu kể cả đàn bà con nít thì tôi nghĩ chắc nó phải tầm 14,000. Thường đàn bà đông hơn đàn ông, cho nên là con nít càng đông hơn nữa, cho nên phải 14,000-15,000 người. Mà bây giờ trước cái hoàn cảnh này, có 5 cái bánh với 2 con cá thôi, xử lý sao? Không đủ người ăn. Đúng rồi, không đủ. Không đủ. Và rõ ràng đó là hình mẫu của sự thiếu thốn. Đông đảo quá, phước hạnh thì ít quá, mà con người thì nhiều quá. Anh chị em có thấy cái này nó ở thế giới chúng ta không? Phước hạnh thì ít quá mà con người thì quá nhiều. Anh chị em thử đi ra buôn bán sẽ thấy. Anh chị em tìm thấy một mặt hàng gì đang bán đắt, chỉ cần một tháng sau thôi, hàng tỷ người bán mặt hàng đó. Cạnh tranh nhau khốc liệt, làm tất cả mọi thứ, tất cả chúng ta đổ xô vào. Và nói như dân gian nói đó, mặt thì ít mà cái gì anh chị em? Ruồi nhiều quá. Thế giới này hiện tại nó là như vậy, mặt thì ít mà ruồi quá nhiều. Nhưng anh chị em ơi, đối với Chúa Giêsu thì Ngài cho chúng ta một hình ảnh khác. Một mình Chúa thôi, Ngài nói đem những sự ít ỏi đó lại cho ta. Ngài đem, người ta đem lại cho Ngài 5 cái bánh, 2 con cá đó. Ngài ngửa mặt lên trời tạ ơn. Và anh chị em thấy điều gì anh chị em? Tự nó nhân lên. Tự nó nhân lên. 5 cái bánh, 2 con cá bắt đầu nhân lên, nhân lên, nhân lên, nhân lên. Người ta không hiểu tại sao nó nhân lên. Nhưng mà rõ ràng cái điều gì đó đã ở trong tay một người được phước và bắt đầu đã nhân lên. Và Chúa Giêsu chúng ta nhân lên rất là nhiều, và cuối cùng nuôi được sao ạ? Cả một đám dân đông. Anh chị em thân mến, đây là hình mẫu của một người được phước. Một điều gì đó có thể bắt đầu rất ít ỏi, nhưng mà nếu nó ở trong tay của một người được phước đó, nó nhân lên rất nhanh chóng. Một doanh nghiệp có thể sắp phá sản rồi, nhưng mà nếu nó đưa vào tay một người được phước đó, nó sẽ vực dậy và làm ra của cải rất nhiều. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Một gia đình sắp tan vỡ rồi, sắp ra tòa rồi, nhưng mà nếu anh chị em bắt đầu được phước của Chúa đó, mọi sự bắt đầu hàn gắn trở lại, và nó hạnh phúc trở lại, tràn trề trở lại, con cái bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại, khỏe mạnh trở lại. Anh chị em ạ, đó là sự thật. Cho nên cái phước hạnh của Đức Chúa Trời đó, thật sự nó là liều thuốc. Liều thuốc để chữa lành cái thế giới bị rủa xả ngày hôm nay, thiếu thốn ngày hôm nay, bệnh hoạn ngày hôm nay, bị đè nén trói buộc ngày hôm nay. Nó cần một liều thuốc, đó là phước hạnh của Chúa. Nghĩa là nó phải được vào trong tay của những con người được phước. Nó phải được những con người được phước chúc phước cho. Nó phải được những con người được phước tiếp quản cho. Anh em nhớ câu chuyện câu kinh thánh không? Phước cho dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm chủ. Phước cho dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm chủ. Tại sao vậy? Vì khi có Đức Chúa Trời làm chủ, Ngài đã làm chủ tình hình, Ngài ban phước cho, thì mọi sự nó bắt đầu sao hả? Đi vào trật tự và nó nhân lên. Nhân lên rất là nhiều. Một hội thánh, một điểm nhóm tế bào, tại sao nó eo uột, nó không phát triển? Đôi khi chúng ta đừng tự an ủi mình, sự kêu gọi của tôi chỉ đến đó thôi. Tôi chỉ làm mục sư hay làm hướng dẫn cho 3 người thôi suốt đời. Không phải đâu. Nguyên tắc của Chúa chúng ta luôn luôn muốn chúng ta cai quản, nhân lên và làm cho gì anh em? Đầy dạy đó. Đầy dạy đó. Bất kể nó là lĩnh vực nào, anh chị em ơi, mình phải thành thật với chính mình. Nếu chúng ta thiếu thốn, hãy đến với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con chỉ còn có một cây gậy này trong tay thôi, con trao nó cho Ngài, hãy giúp con Chúa.
thì từ một cây gậy đó Chúa có thể làm phép lạ và khiến cho đời sống chúng ta bắt đầu phát triển. Anh chị em nhớ, Chúa Giêsu đến thế giới này, Ngài có 3 năm rưỡi để đi lại trên đất. Ngài có cả đoàn dân 14.000 người, 15.000 người lúc nào cũng theo Ngài. Nhưng mà Ngài chọn ra 12 sứ đồ. Trong đó một người đã phản Ngài rồi, còn lại 11 người. Đúng 11 người. Ngài có 11 người. Nhưng hôm nay Ngài có bao nhiêu người anh chị em? Mấy tỷ. Chưa kể qua các thời đại thì lên thiên đàng nữa rồi. Có đúng không? Phải lên thiên đàng chứ. Cho nên tôi nghĩ Chúa Giêsu có rất là nhiều. Và trong Giu-đê nói là ông Enoch thấy khải tượng Chúa đến với muôn vàng các thánh của Ngài, không đếm được. Chúa Giêsu rất nhiều người, có rất nhiều người, mà bắt đầu của Ngài từ mới 11 người. Anh chị em tưởng tượng đó. Cho nên tôi muốn khích lại anh chị em là đừng chê số ít. Đừng chê. Phải không ạ? Ví dụ như bây giờ Chúa ban cho anh chị em hiện nay, Chúa ơi, bao nhiêu năm vật vã, con chỉ có 20 triệu làm vốn thôi, ít quá Chúa. Hoặc là bao nhiêu năm bây giờ con có ít quá, đừng chê. Quan trọng chúng ta hãy sống với lòng cảm tạ và hãy cố gắng vươn vào phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đó mới là chìa khóa anh em ạ, chứ không phải tiền nhiều hay tiền ít, hay là bắt đầu lớn hay nhỏ. Tôi nghĩ cái chuyện bắt đầu lớn hay nhỏ, vĩ đại hay hoành tráng không nói lên được một điều gì cả. Quan trọng là anh chị em mình có đứng trong phước hạnh của Đức Chúa Trời hay không thôi. Tôi thấy như thế. Nếu chúng ta có một sản nghiệp lớn mà đời sống chúng ta không bước vào phước hạnh của Chúa, tôi nghĩ nó đi nhanh lắm. Đi rất nhanh. Phá rất nhanh. Xây dựng thì lâu chứ phá nhanh lắm. Phá rất nhanh. Cho nên thưa ông bà anh chị em, hãy nhìn vào tấm gương của Chúa. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta thực sự phải cần vươn tới phước hạnh của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra nữa là liệu chúng ta đang có cái khả năng hay cơ hội để vươn tới hay không? Thì tôi đã nói rồi, Đức Chúa Trời thực sự Ngài đã cứu chúng ta, thực sự Ngài đã làm mọi sự cho chúng ta. Bây giờ trách nhiệm thuộc về chúng ta chứ không phải thuộc về Chúa. Tôi nói một ví dụ cho anh chị em mình dễ hiểu. Vaccine đã có rồi. Vaccine có rồi. Vấn đề là chúng ta có uống hay không thôi. Có chịu để cho tiêm vào người để chúng ta vượt qua đại dịch hay không. Giống như giờ Covid-19 người ta đang vật vã tìm vaccine đúng không? Khi chưa có vaccine thì sao anh chị em? Ai cũng sợ hết. Ai cũng ở dưới sự ảnh hưởng của nó hết. Không trị được. Giống như bệnh SIDA vậy đó. Không có vaccine, thua thôi. Trước khi Chúa Giêsu đến thế giới này, thực sự là nhân loại không có vaccine cho nhiễm trùng tội lỗi. Nó lây nhanh vô cùng. Tội lỗi nó lây khắp thế giới, nhất là những thành phố lớn. Ăn chơi, nhảy múa, đồng tính, tình dục loạn luân, đâm chém, trộm cướp, tham nhũng, tham ô, giết người, bất công, bất chính, tràn ngập. Và nói thiệt ra về phương diện tâm linh là nhân loại không tìm ra vaccine để trị cái bệnh này. Dù Đức Chúa Trời đã từng đổ mưa lửa xuống để diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah, nhưng tội lỗi đó có diệt được đâu. Nó vẫn lây. Tận ngày hôm nay càng kinh hơn nữa, khắp nơi luôn. Nó tạo thành một cộng đồng rộng lớn trên thế giới luôn. Cho nên tôi nói vấn đề là không phải mình dẹp cái mạng nhện, mà mình phải giết chết con nhện. Chứ còn mình cứ quơ cái mạng nhện không là ngày hôm sau thấy ô sao vẫn có nhện, mạng nhện, bởi vì con nhện vẫn còn. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế giới này anh em ạ. Khi Ngài đổ huyết trên thập tự giá thì nhân loại đã có vaccine. Nhân loại đã có giải pháp cho cái vấn đề bị rủa sả ngày hôm nay. Rủa sả bao gồm bệnh tật, đau yếu, đổ vỡ, đau đớn cả về tinh thần và thể chất, nghèo đói, chiến tranh. Có người sống trong hận thù, bất kính, lường thầy, phản bạn, mê đắm những điều xấu xa. Tất cả những sự đó nó đến từ sự rủa sả do tội lỗi của Adam, Eva. Và một lần nữa tôi nói với anh chị em là chúng ta đã có vaccine là công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Vấn đề là bây giờ
mình phải nhận. Có thuốc rồi mình phải uống. Cho nên trong Galati chương 13, chương 3 câu 13 chép, Đấng Christ đã chuộc chúng ta, đã chuộc nhanh chứ. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Phải không ạ? Thay thế. Vì cái lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo lên cây gỗ, hầu cho phước lành được ban cho Abraham nhờ Đức Giêsu Christ mà được rải ra trên khắp dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Thánh Linh đã hứa cho. Anh chị em thấy không ạ? Đã xong rồi, mọi việc đã giải quyết rồi, vấn đề trách nhiệm thuộc về chúng ta. Cho nên là hôm nay đó, chúng ta cần phải kiểm nghiệm. Nếu đời sống mình chưa bước vào phước hạnh của Chúa thì có nghĩa là ở đâu đó chúng ta thiếu đức tin về điều này. Bởi vì muốn bước vào để nhận lãnh ân điển của Chúa, chúng ta cần đức tin, chúng ta cần nghiêm túc để có lời của Đức Chúa Trời trong lĩnh vực đó cho đời sống của mình. Chúng ta phải bước vào, chúng ta phải nhận, chúng ta phải uống, chúng ta phải tiếp nhận nó vào lòng, và từ từ vaccine đó phát huy tác dụng. Có thể nó không phải làm cho anh em ngay lập tức vào ngày mai, nhưng mà từ từ nó phát huy tác dụng, và anh em sẽ khỏe dần, tài chánh anh chị em sẽ khỏe dần, đời sống tinh thần của anh chị em sẽ khỏe dần, đời sống tâm linh của anh em sẽ khỏe dần, gia đình anh chị em bắt đầu ổn định dần dần, công việc làm ăn của anh chị em bắt đầu khởi sắc dần dần, anh chị em thấy những dấu hiệu của nó thì anh em biết rằng phước hạnh của Chúa bắt đầu phát huy tác dụng trên đời sống của tôi cảm tạ Ngài. Amen chị em. Cái điều đó chúng ta cần phải chú ý rất là nhiều trên đời sống của mình. Đừng chấp nhận. Nhiều con cái của Chúa nghĩ rằng kệ đi, đây là thập tự giá tôi phải vác. Anh chị em mà đừng bị đánh lừa, chẳng có thập tự giá nào vác ở đây cả. Sự rủa sả không phải thập tự giá. Tôi xin thưa với anh chị em, sự rủa sả đến từ ma quỷ và Satan, đến từ sự lừa dối của nó, không phải thập tự giá gì ở đây cả. Khi Kinh Thánh nói về thập tự giá là Kinh Thánh nói về những cái sự chịu bắt bớ, chịu sỉ vả, chịu bị tấn công vì cớ chúng ta rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Vì cớ chúng ta mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chịu sự tấn công của đời này, thì đó gọi là vác thập tự giá. Còn nếu như chúng ta là một thánh đồ yêu quý của Chúa, chúng ta chăm chỉ làm ăn, thế mà cuối năm vẫn thiếu lên thiếu xuống, thì đó không phải là thập tự giá. Chúng ta là một thánh đồ, chúng ta đi nhóm, chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng, mà thân thể chúng ta bệnh lên bệnh xuống, tôi nói với anh chị em, đó không phải là thập tự giá. Bỏ qua tư tưởng đó đi. Chúng ta cần phải vươn lên, bước vào phước hạnh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cần phải như thế, thưa bà anh chị em. Đấy là sự thật. Cho nên phước hạnh của con cái thời Tân Ước là phước hạnh gì? Rõ ràng ở trong thời Cựu Ước chúng ta thấy có phước hạnh. Phước hạnh cho Abraham, phước hạnh cho dòng dõi Abraham, phước hạnh cho Isaac, Jacob. Và chúng ta nhìn thấy rằng họ rất được phước. Họ có một Đức Chúa Trời luôn đi theo phù hộ họ. Họ làm gì được Chúa bảo vệ. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, phước hạnh thời Cựu Ước nó khác với phước hạnh thời Tân Ước. Khác. Chúng ta cần phải phân tích cái điều này ở trong lời Chúa, để chúng ta biết được cái nguồn phước hạnh của mình nó ở đâu. Cái giếng của mình ở đâu mình mới múc được chứ. Cái bóng đèn này nó muốn sáng nó phải có công tắc ở đâu, bật đúng công tắc nó mới sáng chứ. Cho nên đôi khi chúng ta sống trong thời đại Tân Ước mà chúng ta đi tìm phước hạnh của Cựu Ước, chúng ta tìm sai chỗ, và chúng ta không phát huy được cái gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Để phân tích chỗ này đó, tôi muốn đọc cho anh em nghe một câu Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ 2 chương 1 câu 1 đến câu 2 nha. Chúng ta hãy chú ý nghe điều này, bởi vì tôi nghĩ rằng điều này quan trọng cho mỗi một chúng ta, để chúng ta biết được cái nguồn của nó. Giống như mình biết được cái nguồn tài nguyên nó nằm ở đâu mình mới khai thác được chứ. Không ạ? Mỏ dầu nằm ở đâu mình khoan vào chỗ đó mới có dầu chứ. Mỏ vàng nằm ở đâu mình đào ở đó mới có vàng chứ. Rồi cho nên ở trong Tân Ước đó, nó có một cái bí mật cho đời sống phước hạnh. Tôi đọc anh chị em nghe nè. Simon Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Giê-xu Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Hai chấm câu 2. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Tôi xin đọc lại câu 2. Nguyện xin ân điển và sự bình an gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Giêsu là Chúa chúng ta. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ một chút chỗ này. Ân điển và sự bình an sẽ gia thêm cho chúng ta. Tỷ lệ thuận với sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu. Hãy chú ý đoạn chỗ này. Trong thời Tân Ước đó, người nào cũng được phước hết á. Nhưng phước lớn hay phước nhỏ đó, nó phụ thuộc vào cái sự nhận biết Chúa của chúng ta. Mà nhận biết Chúa là gì thì có lẽ anh chị em đã cũng nghe vài bài giảng rồi. Biết Giêsu là biết Đức Thánh Linh. Biết Thánh Linh là biết Giêsu. Biết Giêsu là biết lời Ngài. Biết lời Ngài là biết Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không thể nào biết Chúa nếu chúng ta không ở trong lời. Chúng ta không thể nào biết Chúa nếu chúng ta không giấu lời vào lòng. Chúng ta không thể nào biết Chúa nếu chúng ta không sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là sự thật, thưa ông bà anh chị. Tôi xin nhắc lại, Cơ Đốc giáo không phải là tôn giáo. Mặc dù có tôn giáo trong Cơ Đốc giáo, nhưng Cơ Đốc giáo không phải là tôn giáo. Nó là mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Nó là sự đồng đi của con người với Đức Chúa Trời ngay khi con người còn sống trên đất này. Con người trò chuyện, con người cảm nhận, con người giao lưu với Đức Chúa Trời là thần không thấy được. Nhưng con người sống trong thân xác này, con người cần có lời Ngài, cần có Thánh Linh Ngài mặc khải cho chúng ta để chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời. Và anh chị em ạ, cái sự đó nó càng mật thiết, càng đầm thắm, càng mặn mà, thì anh chị em càng nhận được nhiều ân điển và sự bình an. Cho nên chúng ta không thể nào được phước nếu chúng ta chỉ đến với Chúa như những lễ nghi, những thủ tục tôn giáo. Chúng ta không thể nào được phước nếu chúng ta chỉ đến với Chúa với những công thức. Ô lại Chúa, con đến với Ngài, con giữ điều này. Chúa phước đâu? Chúa không có công thức. Chúa là mối quan hệ. Khi tôi nói đến mối quan hệ thì tôi xin nhắc lại, đó là nhận biết lời Ngài. Khi tôi nói đến mối quan hệ, tôi đang nói với cái con người sống trong lời Ngài, thuận phục Ngài, vâng lời Ngài, đầy dẫy thần linh của Ngài. Thưa ông bà anh chị em, cho nên điều này tôi muốn cho chúng ta biết được rằng cái cách để đời sống chúng ta có thể vươn tới phước hạnh của Đức Chúa Trời là vươn tới sự nhận biết Chúa Giêsu. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói tôi coi mọi sự khác như rơm rác vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết cho tôi. Đó là điểm thứ nhất nha anh chị em. Tôi muốn anh em ghi nhớ điểm này ha. Phước hạnh của con cái trong thời đại Tân Ước tỷ lệ thuận với sự nhận biết Chúa Giêsu một cách cá nhân. Anh chị em càng đầy dẫy Thánh Linh, càng đầy lời Ngài, phước hạnh nó sẽ tự theo anh chị em. Anh chị em làm gì cũng được thành vượng hết á. Anh chị em làm gì cũng thấy bàn tay của Đức Chúa Trời ở cùng mình hết á. Còn không có công thức đâu. Tôi thấy có thể nhiều con cái Chúa đó không hiểu điều này. Cho nên họ cứ sống thôi. Đến khi gặp nan đề gì cái, chúa cha bây giờ mình phải đi tìm cách giải quyết. Không à? Dĩ nhiên Chúa cũng không trách chúng ta khi chúng ta tìm cách giải quyết. Nhưng ý ngày hôm nay tôi muốn rằng tất cả anh em mình hãy ý thức một điều rằng bước vào đời sống phước hạnh thì sướng hơn rất là nhiều so với phải đối phó với tất cả những nan đề bất chợt xảy ra trên đời sống mình. Amen chứ. Đối phó nó mệt lắm. Ôi tôi không biết tôi là người được phước hay không được phước. Nhưng mà khi bệnh nó đến tôi phải đối phó. Khi nghèo đói đến tôi phải đối phó. Khi bị ma quỷ nó hành cho phải đối phó. Và cứ năm nọ tháng kia mình đi đối phó. Thay vì đối phó như vậy, chúng ta tìm ra con đường. Chúa Giêsu là con đường đấy. Đạo có nghĩa là con đường đấy. Chúa Giêsu nói ta là con đường. Và chúng ta bước vào con đường của Chúa Giêsu bằng cách sống một đời sống đầy lời đầy linh. Chúng ta có kế hoạch cho điều này. Lạy Chúa con khao khát Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa cho con biết Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa con yêu mến Ngài.
Tất cả mọi sự trên đời này đều ở dưới chân con hết, chỉ có Ngài ở trong trái tim của con. Anh chị em à, nếu chúng ta thật sự có thái độ này, Chúa không để chúng ta ở dưng đâu. Chúa sẽ bắt đầu đến bày tỏ cho chúng ta. Và Ngài bày tỏ Ngài cho chúng ta thì chúng ta có năng lực để vâng giữ lời Ngài. Chúng ta càng đầy dẫy Thánh Linh thì lời Ngài càng được ứng nghiệm trên đời sống chúng ta, càng được thực thi trên đời sống chúng ta. Tôi nói thiệt với anh chị em, không đầy dẫy Thánh Linh sống theo lời Chúa không được đâu. Rồi, điểm thứ hai tôi muốn nhắc nhở anh chị em ở chỗ là phước hạnh đến từ đâu. Cái thời cựu ước đó, phước hạnh nó đến từ bên ngoài. Ô, Đức Giê-hô-va ban phước cho. Không à? Ông Abraham phải được Chúa ban phước cho, đi theo. Đôi khi ông nói dối, đúng không? Ông nói dối với đủ thứ người hết, là Sarah không phải vợ ông. Gia-cốp cũng nói dối, Y-sắc cũng nói dối. Nhưng mà Đức Giê-hô-va vì có lời hứa, Ngài vẫn đi theo, Ngài ban phước cho. Phước hạnh của thời cựu ước nó đến từ bên ngoài. Nhưng anh chị em à, phước hạnh thời tân ước á, nó ở trong lòng anh em ấy. Anh em có tin điều đó không? Nó ở trong lòng mình. Nhưng mà nhiều con cái Chúa ngày hôm nay đôi khi không ý thức được điều này. Hôm nay tôi cậy lời của Ngài để tôi muốn bày tỏ điều này cho anh chị em biết. Trong lòng anh chị em có nguồn phước, giống như trong nhà có mỏ vàng, không à? Ông già ông để lại ở dưới đầu giường á. Nhưng mà vì không đọc di chúc cho nên là không biết, sống nghèo khổ quá. Nhưng mà ông để mấy ngàn lượng ở dưới đầu giường á, đào lên thôi. Trong nhà mình có mỏ vàng, trong lòng anh chị em có mỏ vàng. Tôi đọc anh chị em nghe để anh chị em được thuyết phục về điều này. Trong Giăng chương 4 câu 13, 14 Chúa nói là Đức Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Anh chị em thấy không ạ? Chúng ta không đi tìm phước hạnh từ bên ngoài, chúng ta không tìm phước hạnh từ điều kiện xã hội, chúng ta không tìm phước hạnh từ bạn bè, chúng ta không tìm phước hạnh từ người nọ người kia. Không, tôi nói với anh chị em thời tân ước, phước hạnh được đặt ở trong lòng anh chị em. Giếng nước này đang tuôn trào, cái điều quan trọng là cái gì đã che nó, cái nắp nào đang đậy nó, khiến cho anh em không thấy nó mát mẻ trong cuộc đời của mình, khiến cho anh em còn khác nữa. Cái điều gì là chúng ta cần phải xử lý nó? Điều gì là phải xử lý? Nhưng Chúa Giê-xu nói và lời Ngài thì không hề sai. Ngài nói rằng trong lòng anh em là những người tin Ngài sẽ có một mạch nước. Và anh em mình đang có một mạch nước. Giếng nước đó không hề khô hạn. Dù thế giới này có khủng hoảng, nhưng mà giếng nước của anh chị em vẫn đang tràn đầy nước sống của Chúa. Đó là sự thật. Khủng hoảng thì mưa khủng hoảng, nhưng mà chúng ta vẫn sống phải phay. Đó là người được phước. Đó là người mà khai thác được cái nguồn bên trong, cái sự bình an bên trong, phước hạnh bên trong, vui mừng bên trong, thánh thiện bên trong, sự chúc phước của Chúa bên trong. Cho nên tôi nói với anh chị em á, tất cả những cái điều gì mà nó đến từ một cái tấm lòng bình an á, là đó là phước từ Chúa. Còn đôi khi chúng ta hay nhầm lẫn chuyện này, không à, nhầm lẫn. Chúng ta phải biết phân biệt phước hạnh từ Chúa và những điều của đời này. Anh em tưởng đời này nó không cho mình được sao? Cho chứ, cám dỗ chứ, có mồi để nhử chứ. Nhưng mà cái phước hạnh của Chúa đó, nó luôn luôn đến từ bên trong, đời sống bên trong, một cái trật tự bên trong, một cái sự ngăn nắp bên trong, một cái sự thánh thiện bên trong, và nó phát ra phước lành của Đức Chúa Trời. Trong Giăng chương 7 câu 38, 39 Chúa cũng lặp lại điều đó. Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Cho nên hỡi ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay anh chị em muốn vươn tới phước hạnh, hãy vươn vào chính tấm lòng của mình. Hãy đào bới tấm lòng của mình, hãy khai thác tấm lòng của mình, hãy dọn dẹp tấm lòng của mình, hãy sửa sang tấm lòng của mình, hãy làm cho tất cả những gì đang che đậy tấm lòng của mình phải bị tháo tung ra.
Tôi nói với anh chị em rằng nước sống bắt đầu tuôn tràn, sự chữa lành, hạnh phúc, bình an, vui tươi, những giấc ngủ êm đẹp, những gia đình tươi mới sẽ tuôn ra. Công ăn chuyện làm, tất cả mọi thứ sẽ tuôn đổ. Anh chị em thử nghĩ đi, cái ngày anh chị em được đầy dạy Đức Thánh Linh, lòng anh chị em được Chúa đụng chạm, anh chị em thấy sao ạ? Cả thế giới ở trong tay anh chị em. Anh chị em có một sức mạnh nội tại rất lớn, có một đức tin dời núi, có một cái sự bình an tự tại bên trong để có thể thành công tất cả mọi điều. Tôi nói với anh chị em ấy, thành công hay thất bại nó không khởi sự từ bên ngoài, nhưng nó khởi sự từ tấm lòng của chúng ta. Nếu anh chị em bắt đầu làm một việc gì đó mà lòng anh chị em run sợ, sợ hãi, lòng anh chị em bất an bối rối, tôi nói anh chị em thất bại từ trong nhà rồi, chứ không phải để làm xong mới thất bại. Đó là sự thật. Cho nên sự bình an ở trong lòng là dấu hiệu của Đức Chúa Trời ở cùng người đó, đồng đi với người đó, chúc phước cho người đó. Dấu hiệu của Đức Chúa Trời đang tuôn chảy nguồn phước của Ngài cho người đó. Và dấu hiệu đó anh chị em phải bám theo, bám theo. Cho nên anh chị em ạ, đừng tìm đấng Christ ở đây, đừng tìm đấng Christ ở đó. Đấng Christ ở trong lòng chúng ta. Thiên đàng không chỗ kia, thiên đàng không chỗ này, thiên đàng ở đâu? Ở trong lòng chúng ta. Cho nên tôi nhắc lại ha, phước hạnh thời tân ước ở bên trong chúng ta. Phước hạnh thời tân ước tỷ lệ thuận với mức độ nhận biết Chúa Giêsu một cách cá nhân của chúng ta. Rõ ràng ai trong chúng ta cũng muốn vươn tới cái điều đó cả. Tôi cũng vậy và trong đời sống cá nhân tôi cũng phải tranh chiến và cũng gặp phải một số điều rất là đáng ngờ ở trong đời sống của mình trước khi mình tin Chúa, cũng như khi mình tin Chúa rồi nhưng mà mình chưa nhận biết lẽ thật, chưa bước vào phước hạnh của Ngài. Thì chính cá nhân đời sống tôi, và tôi cũng nhận thấy một vài anh em vẫn đang quờ quàng ở trong cuộc đời này để bước vào cái tiềm năng mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Quờ quàng vì sao vậy? Như đầu bài giảng tôi đã nói đó, chúng ta có một kẻ thù, trùm của kẻ thù đó là Satan, và dưới Satan có rất nhiều những quỷ sứ của nó. Những quỷ sứ này chuyên đi lấp những giếng nước của cuộc đời các con cái của Chúa, chuyên đi lấp. Anh em có một mạch nước sống trong lòng, nó che lại. Anh em có một giếng nước mạch mẽ trong lòng, nó tìm cách cám dỗ anh chị em, đẩy lại, để rồi chúng ta quờ quàng trong cuộc đời này, thất bại trong cuộc đời này, đau đớn trong cuộc đời này, bệnh tật trong cuộc đời này. Và anh chị em à, ma quỷ là kẻ cướp giết hủy diệt, nó là kẻ trộm. Cho nên khi nó làm điều đó, nó để lại dấu vân tay của nó, nó để lại dấu chân của nó trong cuộc đời của anh chị em. Anh chị em thử kiểm tra đây sẽ thấy. Nếu anh chị em không phải là một người bước vào trọn phước hạnh của Chúa, anh chị em kiểm tra đi, đây dấu vân tay của Satan. Nó có thể cướp tài chính của anh chị em, nó có thể khiến cho anh em nợ nần đau đớn, nó có thể khiến cho anh em bệnh tật trong thân thể, nó có thể khiến cho gia đình anh chị em cãi lộn suốt ngày. Tất cả những dấu vân tay đó là từ Satan để lại. Và ngày hôm nay anh chị em à, cũng như cái cơ quan gọi là cảnh sát hình sự điều tra vậy đó, người ta muốn bắt được kẻ trộm đó, là phải tìm dấu vân tay của nó. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh chị em, chính buổi sáng hôm nay anh chị em đến đây, hãy tìm cho được dấu vết của Satan trong cuộc đời của mình. Nó phá anh chị em ở chỗ nào? Phải có kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng chương 10 câu 10. Có rất là nhiều nguyên nhân để khiến cho kẻ trộm có thể bước vào nhà là cuộc đời của anh chị em, nhiều lắm. Nếu mà liệt kê hết nó phải mười mấy nguyên nhân rồi. Nhưng trong khuôn khổ bài giảng ngày hôm nay á, tôi chỉ lấy ra ba nguyên nhân chính mà nó phù hợp với cái văn hóa của chúng ta ở đây, của đất nước mình, lối sống của dân tộc chúng ta. Ba cái nguyên nhân chính khiến cho chúng ta vô tình hoặc cố ý mở cửa cho kẻ trộm bước vào. Nếu chúng ta không mở cửa, xin thưa với anh chị em á, sẽ chẳng có một rắc rối nào trong đời sống mình đâu. Nhưng mà mình vô tình hay cố ý đã mở cửa cho kẻ trộm này. Có thể đó là đời sống của quá khứ trước khi mình tin Chúa. Nhưng ngay khi mình tin rồi, mình không xử lý trọn vẹn, mình không đóng những cánh cửa đó lại, mình vẫn để mở như thế này. Và kẻ trộm nó nói tuy là nó có chủ mới rồi, nhưng mà cửa chỗ này nó vẫn mở, cửa hông nó vẫn mở,
ta vẫn vô làm miếng. Đúng không? Satan nó kẻ trộm mà, nó chẳng tha đâu anh chị em ơi, nó vẫn vô làm miếng. Cho nên nó sẽ dày đạp cuộc đời chúng ta, và nhiều khi chúng ta không biết được tại sao. Cũng là người tin Chúa, nhưng mà sao anh kia anh tin Chúa, anh phước hạnh, còn tôi thì lên bờ xuống ruộng thế này. Tôi đảm bảo anh chị em, anh chị em mở quá nhiều cửa hông cho nó. Cửa chính là có khả năng đóng rồi chứ không đóng rồi xuống địa ngục sao. Nhưng mà cửa sổ mở. Cho nên hôm nay anh chị em à, mình phải tập trung mình đóng lại mấy cái điều này nha. Điều thứ nhất mà tôi nói đó, những cánh cửa thường mở cho Satan bước vào rủa xả đời sống chúng ta là thần tượng và tà thuật. Thần tượng và tà thuật. Trong Phục Truyền 27 câu 15 chép này: đáng rủa thay người nào làm tượng chạm hay tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm, và cả dân sự phải đáp rằng amen. Anh chị em thấy không? Có một lời rủa xả dành cho những người nào thờ cúng thần tượng và chơi tà thuật. Người ta không hiểu điều này, và dân tộc chúng ta cũng không hiểu điều này. Người ta quá mơ hồ về thế giới linh, và người ta tưởng rằng bùa chú tà thuật là đem lại phước hạnh, đem lại sự đột phá, đem lại sự thịnh vượng, đem lại sự làm ăn, đem lại sự hạnh phúc gia đình. Người ta dính vào, cha mẹ chúng ta dính vào, cô dì chú bác chúng ta dính vào, và chúng ta đem cái sự rủa xả đó vào cuộc đời của mình. Cánh cửa mở ra. Bạn chị em biết không, đằng sau của một lời rủa xả đó là có một quyền lực của Satan bước vô để hoàn thành nó. Đằng sau của một lời chúc phước đó là có thần và thiên sứ thánh của Ngài bước vào để thực hiện. Nhưng đằng sau của một lời rủa xả đó thì thế lực ma quỷ và Satan bước vào để thực hiện. Làm sao chúng ta ngồi đây mà chúng ta biết rằng là ông bà cha mẹ, gia đình, tổ tiên, nội ngoại đôi bên của mình trong quá khứ không phải là những thầy bùa, thầy pháp, thầy phù thủy, thờ cúng thần tượng, tôn giáo giả mạo, tất cả những thuật huyền bí, vân vân và vân vân anh chị em. Khó lắm. Cho nên chúng ta cần phải xưng cái điều này ra trước mặt Chúa, và chúng ta nhất định phải dựa vào lời hứa của Ngài đóng cánh cửa này lại. Tôi muốn chúc mừng anh chị em vì có một lời hứa rất tuyệt vời ở trong Ê-xê-chiên chương 18 câu 2 đó. Nó nói như thế này: đến một kỳ thì cái câu tục ngữ cha ăn trái nho chua mà con ghê răng đó phải chấm hết. Ta không còn ứng dụng câu tục ngữ này nữa, ta không còn thực thi câu này nữa. Khi anh chị em đọc Ê-xê-chiên câu 18, chương 18 câu 2, anh chị em phải biết rằng câu đó nó nói về thời tân ước của chúng ta. Cái thời cựu ước đó là cái thời mà cha mẹ làm, con cái phải lãnh đủ. Không có vaccine để trị nha anh chị em, không có vaccine. Thời đó chưa tìm ra vaccine, nhưng thời này tìm ra vaccine rồi. Cha mẹ làm kệ cha mẹ, nhưng ngày hôm nay lạy Chúa, con xin ăn năn tội của tổ phụ con, cha con, mẹ con, cô dì chú bác của con, tội thờ lạy thần tượng, tà thuật, bùa chú, phù thủy, tất cả các loại. Bây giờ trước mặt Chúa, con công bố, con đóng tất cả những cánh cửa này, và trong danh Giê-xu, ta truyền lệnh cho những con quỷ đã vào đời sống ta qua cánh cửa này phải rời đi, và kẻ trộm nó phải rời đi nha anh chị em. Mình phải tin điều đó nha, phải tin điều đó. Bởi vì chúng ta đã có vaccine của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được của lễ chịu thay của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được cái sự chuộc của Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta có quyền để làm điều này. Ê-xê-chiên 18 câu 1 câu 2, anh chị em hãy nhớ câu kinh thánh đó. Chúng ta có quyền. Tôi nói điều này không có nghĩa là đời sống chúng ta tự động không có sự rủa xả. Nhiều người ngây thơ tin rằng hãy mình tin Chúa là tự động đời sống mình giải quyết hết. Không bao giờ, không có đâu. Anh chị em tin Chúa là một chuyện, nhưng quỷ thì phải đuổi nó mới đi nha anh chị em. Hãy nhớ điều này, cái Satan mà không đuổi nó không đi, nó là con chó rất lì lợm, phải dậm chân đuổi nó mới đi. Cho nên là đằng sau của những sự rủa xả đã từng có trong cuộc đời của tôi và bạn chị em, phải nhờ huyết của Chúa Giê-xu, phải nhờ sự ăn năn tội của chúng ta, và nhờ danh của Chúa Giê-xu trục xuất nó. Tôi đã từng
kinh nghiệm được điều này rồi. À, vì gia đình phía nhà tôi cũng như vậy mà, phía ngoại của tôi vẫn là có ông thầy phù thủy chính hiệu mà, cho nên tôi biết chính hiệu đó, thầy phù thủy là bắt hồn bỏ vào lưu được đó. Cho vô cái nhà của ông là đầy những lò xanh là chứ không bảo gì nó hồn á, thấy rùng rợn khủng hoảng luôn. Nhưng mà tôi biết rằng là cái này nó là cánh cửa để nó đến, nó phá đời sống chúng ta. Tại sao đời sống chúng ta nghèo đói? Tại sao hôn nhân chúng ta không hạnh phúc? Tại sao con cái chúng ta không thịnh vượng? Tại sao con cái chúng ta không khỏe mạnh? Tất cả những câu hỏi tại sao đó được trả lời trong lời của Ngài. Chúng ta tìm thấy rằng tổ phụ chúng ta đã thiếu hiểu biết, mở cửa cho Satan bước vào, và cuộc đời của chúng ta đã bị nó hành hạ. Nhưng hôm nay thưa ông bà anh chị em, chúng ta đã có vaccine rồi. Amen. Hãy vui mừng vì điều đó. Tôi rất là vui mừng về điều này. Chứ nếu mà mình không có Chúa Giê-xu á, mình có biết thì cũng thôi thua thôi. À, biết là biết để chơi vậy thôi, chứ Satan vẫn cứ cười nhe răng thôi. À, mày biết thì cứ biết, ta hành vẫn cứ hành. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Đó là cái thứ nhất nha anh chị em, nhiều lắm. Tôi đảm bảo đối với dân tộc chúng ta, cái tội mà thờ lạy thần tượng với tà thuật này nó nhiều vô cùng. Hầu như là khắp các gia đình. Cho nên chúng ta tìm thử xem có cái gia đình nào mà không có năng đề ở trên dân tộc chúng ta để tìm đi. Những mò kim đáy biển, gia đình nào có năng đề? Không bệnh tật thì đói nghèo, không đói nghèo thì ly dị ly hôn, không ly dị ly hôn thì điên khùng loạn, đủ kiểu hết. Tại sao? Thiếu hiểu biết. Cho nên nghĩ rằng quỷ là thần ban phước. À, những giới ca sĩ nghệ sĩ, những giới làm ăn, phải không ạ? Khi mà họ không biết Chúa đó thì họ đi rước những thứ này nhiều lắm, sang cả Thái Lan, thậm chí thời gian gần đây rước cả búp bê gì đó về để nuôi. À, nó ăn cả thịt cả trứng luôn. Cho búp bê mà ăn cả thịt cả trứng được, tôi nói có con quỷ nó sống trong đó, mà nó làm cho vài người phải coi như là nhảy lầu tự tử luôn. Mà người ta không hiểu được, thật ra nó chẳng là cái nguồn phước cho mình, mà nó đến để cướp giết hủy diệt đời sống mình. Nó thả ra một con dung, con dế, con cào cào, bắt đầu nó cướp cả linh hồn của mình mà không hiểu biết điều đó. Cho nên tôi nói đây, có lẽ là nhiều anh chị em sẽ theo dõi qua livestream của Hội Thánh để hiểu biết một cái kiến thức thuộc linh rất cơ bản. Thưa ông bà anh chị em, hãy biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới ban phước cho anh em, chỉ có Đức Chúa Trời mới giúp cho anh chị em, chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu cho anh chị em. Còn tất cả những tà thần, phù thủy, bùa thuật, ma quỷ trên đời này, nó sẽ cướp giết hủy diệt cuộc đời anh chị em. Càng thoát ra sớm càng tốt. Xin Chúa ban phước. Amen. Và điều thứ hai tôi muốn nói là gì? Tôi muốn nói là tình dục loạn luân. À, đây là cánh cửa cũng rất lớn để đến cho cái đời sống của chúng ta sự rủa xả. À, trong Phục Truyền chương 27 câu 20-23 tôi đọc anh chị em nghe. Đáng rủa thay là kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình. Đáng rủa thay kẻ nào nằm cùng con thú nào đó. Đáng rủa thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha. Đáng rủa thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình. Cả dân sự phải đáp amen. Anh chị em thấy, đây là cái sự tình dục loạn luân luôn tuần. À, rồi trong Tân Ước, ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 15 thì nói là hãy tránh sự dâm dục. À, phải không? Còn ai kết hiệp với Chúa trở nên một tánh thiêng liêng còn Ngài. À, rồi người nào mà kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó. À, mặc dù người gốc ta phạm tội gì, tội ấy còn ở ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể của mình. Anh chàng thang à? Cho nên nhiều người thiếu hiểu biết đã có những đời sống tình dục bất khiết. À, quan hệ tình dục ngoài vợ ngoài chồng, thậm chí là với đỉ điếm. Và anh chàng không hiểu rằng nguyên tắc tạo dựng của Đức Chúa Trời là khi chúng ta quan hệ tình dục với một người thì cả hai trở nên một. Điều đó có nghĩa là tất cả những con quỷ nào từ những người đỉ điếm đó sẽ truyền và sống sang anh chị em. Và chúng ta không hiểu rằng tại sao đời sống mình sau khi đi ăn bánh trả tiền một đêm về thấy mọi sự sụp đổ hết. Người đời nó gọi là sẽ đen quá, phải đi giải đen anh chị em. Câu đó, giải đen. Mà càng giải thì nó càng đen. Càng giải nó càng đen. Và cái đen này nó chồng chất thêm cái đen nọ, và cuối cùng là sập luôn, chết luôn. Cho nên chúng ta phải chú ý đến điểm này. Khi mình nhìn vào trong Kinh Thánh của Ngài, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng là Chúa tạo ra tình dục là cho hôn nhân, để duy trì nòi giống và để cho chúng ta được thỏa lòng trong hôn nhân của mình.
Nhưng đôi khi ma quỷ nó xúi dục chúng ta, nó khiến cho chúng ta làm những cái điều rất là bậy bạ. Và khi làm những điều bậy bạ như vậy thì chúng ta mở một cánh cửa và con quỷ dâm dục đó nó bước vào. Phá. Khi nó bước vào rồi là nó phá anh chị em. Wow. Nó phá là sụp đổ hết. Có những người đã từng làm chứng, công việc làm ăn đang rất tốt, tất cả mọi sự đang thịnh vượng, nhưng mà từ cái ngày quan hệ dính líu với cái đó là về mọi sự sao ạ? Tan tành, phá sản luôn. Người ta không hiểu, nhưng dưới ánh sáng của lời Chúa thì mọi sự quá ư rõ ràng, rất rõ ràng. Cho nên tôi khuyên anh chị em là những anh chị em đã từng có dính líu đến những chuyện này, hãy ăn năn rửa sạch ngày hôm nay. Để chi vậy? Để chúng ta đuổi con quỷ đó đi. Tại sao chúng ta nằm mơ và hay thấy người nọ người kia đến quan hệ tình dục với mình? Tại sao vậy? Nó không phải tự nhiên, nó cũng phải ngẫu nhiên. Mình đã từng mở cửa cho nó, đã từng ở trong tâm trí của mình nghĩ về điều đó, đã từng đụng chạm đến những cái chuyện này, và cuối cùng chúng ta đã bị nó bước vào đời sống của mình và nó tấn công mình cả trong giấc mơ. Và cuối cùng là nó khiến cho chúng ta không thể lấy vợ lấy chồng được. Người ta gọi là linh dâm dục ở trong giấc mơ. Và nhiều hội thánh ở đây đã giải cứu nhiều người trong trường hợp đó rồi. Anh chị em biết rồi đó, không ạ? À? Cho nên cái chuyện này nó thực tế lắm anh chị em, rất thực tế. Chúng ta còn phải nghiêm túc, ăn năn đi, nói với Chúa: Chúa ơi, tha thứ cho con. Và ngày hôm nay con nhất định phải xử lý nó. Con quỷ dâm dục này phải rời khỏi đời sống ta. Rời khỏi. Và khi anh em cầu nguyện hết lòng, ăn năn với Chúa hết lòng, khi nó đi một phát, anh em thấy đời sống mình tươi mới vô cùng. Tươi mới. Anh em sẽ ngủ những giấc ngủ bình yên vô cùng. Anh em sẽ có những hôn nhân hạnh phúc vô cùng. Anh em sẽ không còn ngạc nhiên là tại sao gia đình mình lúc nào cũng lộn lạo mà thật ra không có chuyện gì. Nó phá. Nó khiến ra như thế. Nó khiến vợ chồng cứ cắn đắng với nhau mãi thôi mà chẳng có nguyên nhân gì cả. Nó kích cho người vợ nóng lên, người chồng nóng lên cái rồi cãi lộn. Nó phá. Cho nên tình dục là cánh cửa lớn lắm. Và nó mở cửa cho sự rủa xả đến. Và đời sống chúng ta sụp đổ nhiều phương diện. Và điểm cuối cùng anh em, điểm cuối cùng đó là tích trữ ở trong nhà những vật đáng diệt. Cái này nhiều lắm à. Thế nào là vật đáng diệt? Những cái đồ thờ cúng ở đình ở miếu đẹp quá mua về nhà để, không ạ? Những cái của phi pháp cất ở trong nhà, tất cả những cái đồ phong thủy, cái đồ mà mình đi du lịch, mình sang Thái Lan, mình sang Nhật, mình thấy, trong khi những đồ này có thể nó đã thờ cúng ở những cái đền chùa, những cái biểu tượng của tà thần của chúng nó, chúng ta thấy đẹp quá đem về nhà, và ta gọi này là những vật đáng diệt. Và những vật đáng diệt ở trong nhà mình nó mở cửa cho sự rủa xả đến. Anh chị em nhớ câu chuyện của Akan ha, Gehazi và Judas Iscariot, là những câu chuyện rất là rõ ràng. Giữ trong người những cái điều đáng diệt. Akan chỉ ăn trộm, tham một cái áo tròn đó của dân Jericho, là cái tà dân ngoại đại giáo thờ lại thần tượng đó, cất ở trong nhà ở dưới trại mình thôi. Mà cả Israel Sanjet bị rủa xả, để cho một cái thành Ahi có vài trăm người thôi, nó giết chết đuổi chạy anh em tham rủa xả. Rồi Gehazi là một môn đệ yêu quý của tiên tri Elise, đi thăm cái của phi nghĩa. Đáng lý cái ông Naaman là ông được chữa lành, ông đi về rồi thì thôi đi, chạy theo bảo là thầy tôi nói là ông phải chi rằng ít đừng đi về không vậy. Thì ông kia ông chi thôi chứ gì đâu, ông được chữa lành ông sướng quá, mà ông nói ông lấy tiền tao cũng ngại ghê, mà tự nhiên có thằng nó theo nó đòi chi thì tao chi. Sau khi lấy bạc đó một cái là phun trắng đầy người. Và Elise bảo là cái bệnh của Naaman nó đến trên ngươi và đến đâu nữa, dòng dõi ngươi đến đời đời. Cho nên khi chúng ta trữ trong nhà mình những cái của phi nghĩa, những của trộm cắp, những của tham nhũng, những cái của cướp của người ta, những cái của danh dật của người ta, thì coi chừng anh em, chúng ta đang mở cửa cho Satan tiêu diệt mình mà không biết. Anh em có ngạc nhiên tại sao cái ông Sa Chê, ông gặp Chúa xong ông nói tôi làm hại ai tôi trả gấp 4 lần không? Ông nó khôn đó. Tôi đọc cái này tôi thấy ông này khôn thiệt. Khi ông đừng mở mắt ra là ông nói thôi thôi, tao tự nhiên tao rước cái sự rủa xả vào đời sống tao, tao trả lại hết, tụi bay đem về hết đi. Tao đã từng ăn trộm ăn cắp trắng áp tham nhũng của tụi bay đến đút lót cho tao rồi tao ký giấy tờ này nọ, bây giờ tao trả hết để sự rủa xả tao không còn trong nhà tao nữa.
là đền gấp tư. Cho nên những cái điều đó anh chị em ạ, nó rất là hệ trọng đối với đời sống chúng ta. Mà đôi khi chúng ta coi nó như không không vậy, vì chúng ta thiếu sự hiểu biết. OC chương 4 câu 6 nói là dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết. Thiếu sự thông biết. Rõ ràng không những là những người ở ngoài hội thánh, mà kể cả anh em con cái Chúa, nếu mình không nghiên cứu Kinh Thánh, mình thiếu sự hiểu biết. Mình tin Chúa nhưng mà cuộc đời mình sao nó không giống tin Chúa chút nào. Không ạ, không giống tin Chúa chút nào. Bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết. Tin Chúa rồi mà cái bàn thờ tổ bố vẫn còn để trong nhà. Thôi thì chủ nhật đi thờ phượng Chúa, về tông thắp cho mấy cây nhang, đến ngày cũng cúng mấy cái ông mặt đỏ râu dài này một tí. Không ăn thuốc. Giống như là mình uống thuốc rồi về nhà thôi làm liều thuốc độc và ngủ, kiểu vậy. Đến hội thánh uống thuốc bổ về làm thêm liều thuốc độc và ngủ. Cho nên là em, cho nên không ăn thuốc anh chứ. Tôi nói với anh chị em rằng đã không tin Chúa thôi, tin Chúa là phải dứt khoát với tất cả những cánh cửa của Satan. Còn tin thôi. Tôi nói đây cũng không phải ép ai tin Chúa, nhưng đó là sự lựa chọn của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta muốn vươn lên được bước vào một đời sống phước hạnh, thì rõ ràng chúng ta phải dọn dẹp cuộc đời của mình, đóng tất cả những cánh cửa hông cửa sổ lại, để Satan không có chỗ để bước vào trộm cướp hủy diệt đời sống chúng ta. Cho nên tôi nói cái văn hóa của đời sống của dân tộc chúng ta đã cản trở cái đức tin nhiều lắm. Tôi biết điều đó, nhưng mà làm sao được anh chị em. Đó là văn hóa ngàn đời. Đúng không? Văn hóa ngàn đời. Văn hóa thờ lại thần tượng, văn hóa đi cầu hỏi người chết, văn hóa lên đồng, văn hóa hầu đồng, văn hóa đòi cái gì ở trên đầu đó rồi nhảy tưng tưng quỷ nhập vô nói lung ta lung tung. Và những cái văn hóa đó là thực sự nó giết dân tộc mình, nhưng mà không hiểu biết, quỷ cả thôi đó. Cho nên những cái văn hóa đó thực sự nó là cánh cửa rất lớn để nó hủy diệt từng gia đình và giống nòi của chúng ta. Giống nòi của chúng ta thực sự là như thế. Cho nên ngày hôm nay cảm ơn Chúa, Chúa khai sáng chúng ta để chúng ta hiểu rằng đâu là chân thần và đâu là tà thần, đâu là nguồn phước và đâu là kẻ cướp giết hủy diệt, đâu là nơi mình đáng thờ lại và đâu là nơi mình đáng đập bỏ. Đó thực sự là như vậy. Cho nên Satan nó khôn quá, nó đã lừa dân tộc chúng ta hàng ngàn năm nay, để rồi mỗi nhà mỗi gia đình đều có bóng dáng của nó. Anh chị em có thấy lời nói tôi đúng không? Mỗi gia đình đều có bóng dáng của nó, qua cái sự thờ lạy thần tượng, cúng bái, giữ những cái đồ này đồ nọ, những cái mê tín dị đoan, những cái làm những cái chuyện đó, bóng dáng của nó. Và để làm gì vậy? Nó bước vào gia đình của chúng ta, bước vào gia đình chúng ta để nó cướp giết hủy diệt. Cho nên thưa bà anh chị em, vươn tới phước hạnh của Chúa là đòi hỏi sự ăn năn và nỗ lực của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng để dọn dẹp cuộc đời của mình. Dọn dẹp. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.